Chào mừng tất cả các bạn đã tới với video của Chứ Ai Bảo. Anh nhau ASEA. Thì hôm nay tiếp tục với cái chuyên mục Chuyện Tâm Linh, Bảo sẽ nói cho các bạn biết về một bí ẩn. Đó là bí ẩn tỏ ra đài nhuộm máu của hơn 600 cô gái còn trinh. Thì cái câu chuyện của ngày hôm nay là một cái câu chuyện đã đi vào lịch sử luôn. Và cái câu chuyện này á, là một cái câu chuyện về một người phụ nữ nhất trong lịch sử vào những cái thời mà trước công nguyên gì đó, Bảo không biết. Nhưng mà cái câu chuyện của ngày hôm nay sẽ liên quan tới một cái nhân vật, đó chính là bà Elizabeth Báthory. Thì cái bà Elizabeth Báthory này á, là khi mà bà đẻ ra là kiểu như là cô gái vàng của làng đầu thai, có nghĩa là cái dòng họ Báthory của cái bà này á là cái dòng họ rất là quyền lực ở Hungary. Cho là cái dòng họ Báthory này á đã sinh sản và kiểu như là sản xuất ra rất là nhiều anh tài kiệt xuất ở Hungary lúc bấy giờ. Tất cả những hầu như là những cái người trong cái dòng họ Báthory này á là người có chức có quyền hết, các bạn hiểu không? Cho nên cái bà Elizabeth Báthory này á, khi mà bà đẻ ra là bà đã hưởng được rất là nhiều quyền lợi luôn. Cái thứ nhất á là nền giáo dục cực tốt, bởi vì vào cái thời, nói chung là vào cái thời xa xưa á thì người ta rất là trọng nam khinh nữ. Mà cái bà này do là bả là, tuy rằng bả là phụ nữ nhưng mà bả đẻ vào một cái gia đình quyền quý thì ít nhất cũng là thiên kim tiểu thơ chứ mọi người. Thì bả cũng được học hành rất là đàng hoàng. Và đặc biệt bả rất là thông minh và xinh đẹp sắc sảo, tới mức độ mà ở châu Âu những cái thập kỷ trước á, người ta phải coi bả là một trong những người phụ nữ vừa đẹp mà vừa thông minh và thời điểm lúc bấy giờ. Nói chung là cuộc đời của bả, ta nói bỏ sơ khai mọi người, rất là màu hồng luôn nha má. Bả thông minh tới cái mức độ mà ngoài cái việc mà thông thạo cái tiếng Hungary, tiếng mẹ đẻ của bả ra, thì chắc chắn tiếng mẹ đẻ của bả là bả phải biết rồi, giống như là Bảo nè. Bả biết tiếng Việt, bởi vì bả là người Việt đó mọi người. Thì ngoài bà biết tiếng Hungary ra, bà còn học và thành thạo được các tiếng như là Latin nè, tiếng Đức nè và cả tiếng Hy Lạp nữa. Nói chung là cái thời đó, người ta so sánh bà là thông minh không kém gì đàn ông hết trơn á. Ngoài bà thừa hưởng những cái đặc điểm đó từ cái gia tộc Báthory của bà ra, thì bà còn thừa hưởng được một cái đặc điểm nữa. Nói tới đây thật sự là rất là rít bì luôn, đó là bà thừa hưởng thêm một cái tính nữa của dòng họ của bà, đó chính là tính tàn độc và tàn bạo. Thì cái bà Elizabeth Báthory này á, bà đính hôn vào lúc 11 tuổi và bắt đầu năm 15 tuổi là bà đã kết hôn. Và sau khi mà bà kết hôn á, thì bà kết hôn với lại một bá tước. Cái ông bá tước đó có tên là Ferenc. Thì cái ông bá tước này á, là làm việc cho quân đội của nhà vua, nói chung là giống như là làm việc cho quân đội của triều đình vậy đó mọi người. Thì cái ông bá tước này cũng nổi tiếng rất là hung bạo. Cơ bản á, là gia đình Báthory của cái bà Elizabeth này đã hung bạo và tàn ác rồi, mà thậm chí mà bà còn lấy một cái ông chồng cũng hung bạo và tàn ác không kém. Cái xong rồi từ khi mà cái bà Elizabeth này á, bà kết hôn thì bà mới bắt đầu chuyển về cái lâu đài của cái ông Ferenc này để sinh sống. Do là cái ông Ferenc này á là làm việc cho quân đội của nhà nước á. Nhà nước á, mình dùng một cái từ gọi là thịnh hành bây giờ thì mình dùng là nhà nước. Thì do là cái ông Ferenc này là ông phải đi chinh chiến rất là nhiều nơi, bởi vì ông làm việc cho quân đội mà, thì ông không có thể nằm ở yên một chỗ được, lúc nào cũng phải xuất hiện để gọi là bảo vệ nhà vua hay là bảo vệ đất nước của mình á. Cho nên lúc nào cũng phải đi chinh chiến xa hết trơn á. Nói chung là mình dùng một cái từ nó dễ hiểu hơn là cái ông này ổng đi công tác đó. Cái ông Ferenc này ổng hay đi công tác. Thì cái bà Elizabeth này á, bà ở nhà mình bà không vui, bà hứng lên, bà đứng ở đâu bà hứng lên mọi người. Có nghĩa là khi mà chồng bà đi như vậy đó, không còn ai để làm cho bà vui vẻ hết. Nói chung là bà sống trong một cái tòa lâu đài bự rộng lớn mà bà chỉ sống có một mình bà với lại tùy tùng của bà thôi. Thì bắt đầu bà nghĩ ra được một cái thú vui cho bản thân. Nhưng mà nếu mà sau đây các bạn nghe cái thú vui đó của bà thì các bạn sẽ không còn thấy thú vị nữa đâu. Đó chính là bà kiếm cớ để hành hạ những cái cô hầu gái của bà bằng những cái dụng cụ tra tấn mà chồng của bà để lại đó. Thì ông chồng của bà làm việc cho quân đội, thì ông chồng của bà hay có những cái dụng cụ tra tấn tù binh đó mọi người. Bà dùng những cái dụng cụ đó để tra tấn những cái cô hầu gái đó cho tới chết. Má chơi cái trò gì mất dạy ghê, má chơi cái trò gì mà tao thấy mà tao tức á, chưa bao giờ tao tức như vậy đó. Trời ơi, bây giờ đây, ở đây mà có cạch ống là bà nãy giờ bảo phan bà rồi đó. Cái thú vui gì lạ đời vậy mọi người? Thí dụ mà mình muốn mình có một cái thú vui thì mình đi chơi những cái thú vui như là nhảy cọt cò, chơi ô ăn quan, trời đất ơi chơi banh đũa, trời đất ơi nhảy dây, bắt bướm. Tại sao không có những cái thú vui lành mạnh đó mà không chơi? Trời đất ơi, đi hành hạ người khác, đi đánh đập hành hạ tra tấn người khác là sao? Chơi vậy ai chơi? Trời đất ơi chơi mình ra ai đánh đâu mà chơi? Trời đất ơi là chơi. Và một cái ngày nọ thì bắt đầu cái ông chồng, cái ông bá tước Ferenc, chồng của cái bà Elizabeth á, ổng mới qua đời. Nói chung là ổng đi bán muối đó mấy má. Thì cái bà này lúc chồng còn sống đã gọi là chồng đi công tác hoài, đi công tác hoài. Bà đó có cái thú vui như vậy rồi đấy nha. Bây giờ chồng chết rồi thì bà tới cái mức độ nào nữa mấy má?
bả tới cái mức độ nào nữa mấy má. Thì cái bà Elizabeth này chỉ mới 40 tuổi thôi, 40 tuổi nhưng mà bả vẫn còn đẹp, mà đẹp mà ác quá má, đẹp mà ác, ác dữ vậy, ác dữ thần luôn, ác tàn nhẫn tàn canh luôn. Thì bắt đầu cái bà Elizabeth này bả có một cái nỗi sợ và một cái nỗi ám ảnh, đó chính là sợ già. Bả sợ một ngày nào đó da của bả sẽ không còn glow, không còn bóng nữa. Bả sợ một ngày nào đó da mặt của bả sẽ nhăn nheo, bắt đầu có vết chân chim, nói chung là bả sợ già. Bả cũng có nỗi sợ như bả, nhưng mà thí dụ mà bả sợ thì bả đi kiếm mask mà bả đắp, kiếm mặt nạ bùn khoáng đồ, kiếm kem đồ đắp. Còn bà này, bà làm những cái việc mà gọi là tàn ác tới cái mức độ mà sau đây bảo kể mà các bạn sẽ không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn nha má. Từ khi mà chồng bà chết thì bà bắt đầu ám ảnh như vậy. Bà bắt đầu truy tìm những cái cách nào đó để trẻ mãi không già, để có thể giữ được cái sắc đẹp của bà. Thì trong một cái lần vô tình mà bà thực hiện cái thú vui mỗi ngày của bà, đó chính là hành hạ và tra tấn những cô hầu gái đó. Thì có một cái cô hầu gái đó, bà tra tấn tới cái mức độ mà cô hầu gái đó bị toét mồm luôn. Có nghĩa là bị toét mồm mà phun máu ra luôn á. Thì vô tình cái máu của cô hầu gái đó dính lên trên tay của bả. Thì từ đó về sau bả bắt đầu bị tự kỷ ám thị. Bả nghĩ rằng sau khi mà bả bôi cái lớp máu đó đi á, thì bả thấy rằng á là cái vùng da mà dính máu của cái cô gái đó đó bắt đầu trở nên trẻ hơn và mịn hơn và sáng hơn. Bả bị tự kỷ ám thị mà kiểu giống như là tự cảm nhận cái điều đó là như vậy, nhưng thực chất nó không phải như vậy á. Không biết là bả có giải thích đúng hay không. Thì bả bắt đầu sai hai cái tên tùy tùng trung thành của bả đi bắt những cái cô gái trong vùng đem về để gọi là giống như là rút máu của những cô gái đó. Thì thường thường những cái cô gái mà bị bắt ở trong vùng đó và đem về rút máu á thì sẽ được đem vô trong một cái căn phòng tối, hành hạ xong nha rồi mới bắt đầu rút máu người ta. Và sau đó thì bả dùng những cái máu đó của những cái cô gái đó để tắm và uống, bởi vì bả cho rằng nếu mà tắm máu và uống máu á thì sẽ được trường sinh bất tử và trẻ mãi không già. Thì bắt đầu bà bị lặm vô, kiểu bà bị scare ma túy luôn á má, kiểu như là bà bị ghiền máu luôn á. Những cái người sau này và nghe cái câu chuyện này á thì người ta nghĩ rằng có thể bà này á là một cái hình tượng mà để gọi là viết lên cái câu chuyện Dracula của một cái tác giả nào đó, bà quên tên rồi thì bà không nhớ. Thì sau này bà kiểu như là bà quy mô hơn má, bà không có sai hai cái tên tùy tùng đó để đi bắt lẻ nữa, mà bây giờ bà muốn bắt sĩ. Bình thường hai cái tên tùy tùng là đi bắt gái trong vùng nha, là bắt lẻ. Bây giờ bà muốn nhập sĩ luôn á, bà muốn bắt sĩ luôn. Thì bắt đầu bà mới gọi là làm nên một cái học viện. Cái học viện đó là được mở ngay tại chính cái lâu đài mà cái bà đó hành hung người ta luôn. Cái bà Elizabeth đó là bà mở nguyên một cái học viện luôn. Thì cái học viện này bà mở ra là một cái mục đích dụ dỗ những cái cô gái mà nghèo khổ mà muốn đổi đời vô trong cái học viện này để học. Thì kiểu như là cái quy định mà để gọi là gia nhập vô trong cái học viện này không hề khó, chỉ cần mày là con gái và mày còn trinh. Thì bà nghĩ rằng uống máu của những cái cô gái mà còn trinh á thì sẽ gọi là hiệu nghiệm hơn và sẽ trường sinh bất tử và trẻ mãi không già. Cho nên cái quy định mà để gia nhập vô cái học viện của bà là như vậy. Nói chung là những cái cô gái đó sẽ không cần phải trả tiền để gọi là vô trong cái học viện đó. Không biết cái học viện đó dạy dỗ như thế nào mà những người thân của những cô gái đó, bạn bè của những cô gái đó thấy rằng đó là những cô gái đó đi, một đi không trở lại. Nhưng mà cái sai lầm duy nhất của cái bà Elizabeth, bà Tory này đó, đó chính là ngoài cái việc đó mà bà bắt giữ những cái cô gái nông thôn ra, bà vẫn cảm thấy chưa đủ, mà bà còn bắt luôn những cái cô con gái thiên kim tiểu thư của những cái nhà quyền quý và quyền lực ở Hungary lúc bấy giờ luôn. Thì bình thường á, nếu mà bà này á, bà bắt những cái cô gái nông thôn á thì người ta gọi là người ta không có chức có quyền, người ta là một người nông dân bình thường thời xưa mà mọi người phong kiến mà, người ta là một người nông dân bình thường thì làm sao mà người ta có tiếng nói được, người ta sẽ không dám làm gì bà, đúng không? Mà cái này bà bắt là bà bắt thiên kim tiểu thư luôn, con gái độc nhất của những nhà quyền lực luôn. Thì bắt đầu những cái nhà đó người ta mới sinh nghi, thì người ta bắt đầu điều tra cái bà này. Sau đó là kiểu giống như là những cái nhà quyền lực đó làm áp lực lên trên nhà vua, thì bắt đầu nhà vua mới phái quân lính tới cái nhà của cái bà Elizabeth này vào một buổi tối và bắt đầu nhào vào để gọi là điều tra. Thì khi mà quân lính của nhà vua tới điều tra cái tòa lâu đài của bà Elizabeth này á, thì khi mà người ta vô á, người ta mới bàng hoàng, người ta hết sức là bẻ bàng luôn, người ta kiểu mà hú hồn luôn á.
khi mà người ta vô, mà các bạn biết hả, là những cái người lính đó vô, người ta phát hiện ra rất nhiều xác của phụ nữ và rất nhiều xác của những cô con gái nằm lê lết trên sàn nhà trong cái tình trạng là đã bị rút sạch máu, có nghĩa là cái xác khô luôn á mọi người. Thì bắt đầu á, thì cái bà Elizabeth này á, bà mới bị bắt. Sau khi mà cái bà Elizabeth và Tory này bị bắt á, bà đã bị cáo buộc bởi vì bà đã gây ra cái chết của 600 người phụ nữ đồng trinh. Đáng ra là cái bà Elizabeth và Tory này á, bà phải bị tội tử hình. Nhưng mà do là gia đình của bà là gia đình quyền lực, thứ nhất cái gia đình bà Tory của bà là gia đình có tiếng, và cái thứ hai á là cái ông chồng của bà, cái ông bá tước Ferrand á, đã có rất là nhiều công lao cho nhà vua với lại cái đất nước, cho nên cái bà Elizabeth này bà không có bị kết án tử hình mà bà chỉ bị giam giữ. Mà cái tù giam mà bà bị tống vào á, đó chính là cái tòa lâu đài của bà. Và nói chung là bà ở trong cái tòa lâu đài đó một mình tới suốt đời luôn, cho tới khi mà bà chết. Hơi kỳ á, hơi kỳ ha mọi người, kiểu giống như là sau khi mà bảo hả đọc cái câu chuyện này bảo cảm thấy rất là cảm thấy hơi kỳ, nhưng mà đó là cái luật pháp của đất nước người ta thì mình cũng không có thể nào mà mình nói cái gì được, hoặc là mình bàn luận về cái vấn đề luật pháp của nước người ta. Nhưng mà kiểu giống như là bảo cũng thấy là hình như bảo thấy là ở đâu nó cũng vậy hết trơn á, chỉ cần là mày là gia đình quyền lực thôi và mày có công cái gì đó như vậy thôi là mày có thể lấp liếm được tội của mày. Nhưng mà dù sao á thì cái bà này á, bà cũng gọi là bị chết. Nói chung là cái này cũng đáng. Tự nhiên mà bây giờ mình bà này bà làm biết bao nhiêu việc như vậy, bà hại chết tới 600 người phụ nữ đồng trinh, mà bây giờ bắn bả cái hay là đâm bả cái cho bả chết á thì nó dễ dàng cho bả quá đi. Bả cũng gọi là tra tấn ta ghê lắm mà mọi người, bả tra tấn ta dữ lắm mà. Thì nói chung cái việc mà bả bị chết cô độc trong cái chính tòa lâu đài của bả, một mình bả sống cô độc cho tới chết, thì đó cũng là một cái hình phạt đáng cho bả rồi. Bởi vì bà này bả sợ già mà, thì bây giờ bả chết già ở trong cái tòa lâu đài của bả, thì đó là một cái, bảo thấy là đây đó là một cái hình phạt thích đáng cho cái bà này. Chứ bây giờ đâm bả cái bả chết ngay cái lúc mà bả còn trẻ thì có phải là bả vẫn còn trẻ không? Cái ông nhà vua cũng hiểu tâm lý bả là bả sợ già đúng không? Đó, nhốt mày vô trong tòa lâu đài, tao nhốt mày vô trong tòa lâu đài cho tới khi nào mà mày già mày chết thôi, nhốt mày suốt đời vậy đó, không cho mày ra ngoài đường, mày chỉ ở duy nhất trong tòa lâu đài của mày và mày sẽ không được gặp bất kỳ ai. Thì bảo nghĩ đó là một hình phạt thích đáng. Và sau này á, trong cái chuyên mục chuyện tâm linh này á, bảo cũng có thể dành ra những cái phút cuối cùng của cái video để bảo giải đáp thắc mắc của các bạn về tâm linh. Thì hôm nay bảo sẽ giải đáp thắc mắc của một số bạn về cái việc mà người yêu bóng vía thì sẽ rất là dễ gặp ma. Vậy có khi nào mà người nặng bóng vía gặp được ma hay không? Thì bảo cũng sẽ trả lời cho các bạn luôn, bởi vì cái câu hỏi này nó cũng là một cái câu hỏi rất là hay và khá là hay. Thì thường thường á, là người yếu bóng vía là người ta rất là nhạy cảm với lại tâm linh. Ví dụ giống như là các bạn đi vào cái quán ăn nào đó mà vô tình cái quán đó kiểu như là người ta có chơi ngải buôn bán á, sau khi mà bạn ăn xong á thì bạn có thể gọi là giống như là cảm thấy rất là khó chịu và muốn ói ra. Đó là mình nói sơ sơ về những người yếu bóng vía. Còn về những người nặng bóng vía, người ta có thể nào mà thấy được ma hay không thì mình cũng sẽ giải đáp cho các bạn. Thì những người nặng bóng vía thì thường thường á là vào những cái lúc mà họ bệnh á, vào những cái lúc mà họ yếu á, lưng xa của họ nó sẽ bị gọi giống như là bị yếu theo luôn. Cái lưng xa giống như là một cái việc mà để ngăn cách các bạn với lại cái thế giới tâm linh gì đó. Thì cái lưng xa của những người nặng bóng vía nó rất là mạnh. Thì khi mà các bạn nặng bóng vía mà các bạn bị bệnh hoặc là các bạn đang bị một cái trường hợp nào đó thì có thể là trong những cái giây phút đó thì các bạn có thể gặp ma. Mình gặp ma kiểu hay là mình gặp một cái vong hồn nào đó thì tất cả mọi thứ nó đều gọi là có một cái duyên hết thì mình mới gặp. Thì giống như là một cái duyên nó đưa đẩy, số phận nó đưa đẩy thì các bạn sẽ gặp thôi. Nói chung là không có phải cứ nhất thiết là người nặng bóng vía là các bạn sẽ không gặp được ma hay là không thấy ma. Thì ok, video của Bảo tới đây là đã hết rồi. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like cũng như nhấn nút subscribe cho channel của Bảo nha, để Bảo có thêm rất nhiều động lực để làm video cho các bạn bằng cái cách hãy share video này ra. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và những bạn nào có những cái câu hỏi về tâm linh, các bạn có thể comment ở dưới video này luôn cho Bảo, để cho cái video chuyện tâm linh sau thì Bảo sẽ in cái câu hỏi của các bạn này, Bảo dán lên trên cái màn hình nè, sau đó Bảo sẽ giải đáp thắc mắc cũng giống như là giải đáp câu hỏi của các bạn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Anh ơi, kia xem.